Xin chào cả nhà đã đến với kênh của Ngọc. Hôm nay Ngọc vào bếp làm món bánh cống chiên. Ăn cả nhà ơi. Ngọc có chuẩn bị thịt băm, tôm với đậu xanh, hộp gà và hành tỏi băm để Ngọc ướp thịt với tôm. Còn đây là chanh, tỏi, ớt, Ngọc chuẩn bị làm nước mắm. Còn ăn kèm với bánh cống là Ngọc có chuẩn bị bún, bún với rau sống. Rau sống Ngọc có mua là xà lách, cải bẹ xanh với rau thơm với giá với leo. Rồi nguyên liệu Ngọc đã rửa sạch chế biến sẵn hết trơn rồi, Ngọc sẽ đi ướp hành tỏi. Rồi Ngọc bắt đầu ướp thịt với tôm, cho hành tỏi băm vào. Tiếp là bột nêm. Này về chiên nên Ngọc sợ khác nên Ngọc cho đường hơi ít. Bột ngọt. Tiêu. Rồi Ngọc sẽ trộn đều thịt lại với nhau. Ngọc ướp khoảng 10 phút rồi Ngọc sẽ đem đi xào. Rồi bắt đầu Ngọc sẽ pha bột. Rồi cho bột gạo. Bỏ cái bột gạo kề lại một mớ. Bột chiên giòn. Ngọc cũng pha một ít. Bột mì, rồi Ngọc sẽ cho vào đây một mớ soda. Ngọc bữa hổm thấy bà chị để soda vô chiên bánh xèo ăn giòn nên hôm nay Ngọc ra siêu thị Ngọc thấy có bán soda nên Ngọc pha soda thêm vô cho giòn. Ngọc cho hết rồi Ngọc sẽ đánh đầu gà cho nhuyễn lặn. Ngọc pha chung với bột. Ngọc sử dụng 2 trứng. Ngọc cho ít bột ngọt. Ít hạt nêm. Tiêu để bánh cho nó thơm cả nhà, với một ít hành. Rồi Ngọc nó thấy hơi đặc nên Ngọc thêm miếng nước, cho sền sệt. Ngọc này pha tùy thấy thích, mình muốn sệt hay là lỏng thì tùy thích mình pha. Ngọc sẽ cho tiếp hộp gà vô. Nãy Ngọc quên để muối, giờ Ngọc dần vô tí muối.
dặn vô bột cho tí muối cho ngon. Cá cho dầu vô làm sao. Ngọc đã bắt dầu nóng rồi, Ngọc sẽ lấy ra Ngọc để bột cho chiên. Ngọc để khuôn vô đây lại cho nó ngồi nó dễ thử. Ngọc sẽ cho bột cho chiên. Đậu xanh. Thịt. Cho tiếp bột lên. Sau cùng Ngọc sẽ cho tôm lên mặt. Rồi giờ bánh đã vàng rồi, Ngọc sẽ vớt ra giấy thấm dầu cho rút mỡ. Đây là trắng. Giờ Ngọc sẽ làm nước mắm, nước cho đường, bột ngọt. Quậy cho tan rồi Ngọc sẽ cho nước mắm. Ít chanh. Quậy tan Ngọc sẽ cho tỏi ớt vào xào. Rồi đường đã tan, Ngọc sẽ cho tỏi ớt vô. Chào cả nhà, hôm nay Ngọc đã làm bánh cuốn đã xong. Giờ Ngọc mời cả nhà ăn bánh cuốn với Ngọc nha. Đây, bánh cuốn Ngọc đã chiên xong rồi cả nhà. Mời cả nhà. Đậu, tôm với thịt. Mời. Giòn. Giòn. Trời giòn lắm. Sao phức nữa nè.
chấm nước mắm chua ngọt là ngon nhức nhức nhối luôn. Tay Ngọc đã rửa sạch rồi. Còn giấy sao một cuốn răng đó, giờ Ngọc mới làm món này lần đầu tiên thôi, tàn quan không mà giờ mới làm lần đầu. Ngon thiệt. Món này ăn như gạo sống dưa leo chấm nước mắm là ngon, ngon tuyệt vời như thế nào. Nhà Ngọc có nên Ngọc thích ăn gạo nhiều, họ mai họ nhiều ít ai ăn. Ngọc sẽ 40 phút. Mời cả nhà.
Cuốn thứ hai ngon hết sức, dạ dầu chặt nhớ gì luôn. Tôi bấm ngọt làng chua chua. Chấm với ngàn ăn ngon. Ăn bắt lắm luôn. Rất ngon. Mời cả nhà uống. Thank you.
cơm với gà. Vậy là video của Ngọc đến đây đã kết thúc. Ngọc cảm ơn cả nhà đã xem kênh của Ngọc. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, bấm like và chia sẻ giùm Ngọc với cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ. Ngọc chào cả nhà.